Đấy, hàng Nhật về cho bác đây. Hàng Nhật về thì em Tuấn ơi, vừa làm một lô rồi, vừa quay một lô ra cho bác đây. Trong đó có hai con Asus này, hai con Asus này về thì báo cáo bác là về để bán xác cho bác thôi. Nó bị dập màn đấy, nó dập màn nên tóm lại bán xác. Con này này, để cho bác 800k một con. Đây này, này bị nứt màn này. Con này 900k này, con này 900k nha, 900k con này. Còn con này 800k, con Asus này, con này, con này cũng vỡ màn nhưng con này tháo rời được này, hai con đều tháo rời được thì phải. Con này cũng vậy này, bán xác cho bác thôi nhé. Bác nào về thay được kính hay làm cái gì thì làm. Này con này thì đẹp lắm đấy, hai con Asus còn hộp này. Đấy. À, khay cắm thẻ nhớ USB rồi cái cáp này. Con này tháo rời được màn này, HDMI này. Nói chung là lung linh. Nói chung là hộp nhưng mà nó bị vỡ màn. Đây con này, vỡ mất cái màn này này. Vận chuyển vỡ mất cái màn, em vừa bóc ra thấy vỡ màn đây. Các bác nhìn vỡ màn chưa? Đó. Vỡ màn. Để cho bác 800k con này bán xác. Bán xác laptop nha. Bán xác. Đấy, sau đây mời các bác em bóc tiếp. Sau đây em cất để đi em bóc tiếp. Lô hàng nữa nha. Hai con laptop để bán xác. 800k. Rồi các bác. Một con 900, một con 800. Cho nhanh. Thế cái nào đấy. Đấy nha bác nha. Nguyên siêu hàng thùng Nhật luôn nha. Đấy nha. Nguyên siêu bên Nhật về luôn. Được chưa? Nguyên siêu thùng bên Nhật về luôn ạ. Đây cho em Tuấn em quay. Tất cả những cái mặt hàng này đồ gia dụng như kiểu máy xế tóc rồi là máy xay rồi là máy ép máy bàn là các thứ. Những cái mặt hàng này rất là rẻ. Chút nữa bác nào cần cái gì thì em gửi clip cho bác nào cần thì em báo giá rẻ lắm. Nó chỉ vài trăm nghìn cái thôi. Nói thế thì bác biết rồi. Vài trăm nghìn cái. Em bây giờ bán cái món này cho các bác đồ gia dụng bác thích. Nếu bác thích mà. Về cho bác dùng. Thích thì mình dùng. Ok chưa? Hai cái laptop thì nhìn thấy màn nó bị thế rồi thì báo giá luôn. Còn con nào nó đấy ở bên này báo bác này, con nào đọc được báo không? Đấy, đọc được báo tiếng Nhật thì bác cứ đọc nhá. Báo cũng tiếng Nhật hết đi. Ok chưa? Báo tiếng Nhật. Đây một con đầu CD của Sony. Nhá. Một cái đầu CD của Sony này. Một CD của Sony nhá. CD Sony này. Đấy. Nguyên siêu. Đấy, bác nào lại đọc báo tiếng Nhật nữa này, họ nhét báo quảng cáo vào nó. Đây. Nguyên khay nguyên siêu. Ôi trời trà. Thế rồi này. Nó trịch. Này. Dây cắm của họ còn nguyên này. Cầu chì này, CD Nhật đây, mới tinh. Con này mà nghe thì thích rồi, phê rồi bác ạ. DB315 45W nhân 4, 45W nhân 4 cổng. Các nhìn nhá, con này công suất của nó khá tốt nhá. 45W nhân 4 cổng ra đấy, 4 cổng ra này, mỗi cổng 45W, loa cánh đánh phang ok đấy. Ở đây âm ly này hay đấy, vừa CD vừa đi chạy cả CD luôn này. Đấy, bắt đầu nhu cầu còn nguyên hộp nhá, nguyên hộp xốp. Còn thùng đây, thùng của nó đây. Đấy, bắt đầu thích liên hệ với em Tuấn. Ok chưa ạ? Một cái. Sau đây nữa nhá. Ui, lắm được thùng thế, đóng cực. Có ăn báo gì. Ui trời ơi. Lại con này nữa này. Ui trời trà. Con loa màu hồng, màu hường. Con loa màu hường. Con huyết tham. Úi giời màu hường. Ok chưa? Con loa màu hường, màu hồng luôn. Đấy. Một con màu hường, bác thích là con nào báo nhá. Một con màu hường tiếp. Đây là con loa. Tiếp tục xem họ gửi con gì đây.
bóc dần cứ từ từ. Từ từ bóc. Không nhanh được. Đẩy ra đây. Đấy, lại một lượt nữa. Quan dây báo đâu. Rất là dầm dây báo. Wow. Khổ thế, bác nhập từ bên kia về đủ các loại luôn này. Cái này là sạc dự phòng. Sạc dự phòng này. Máy tính họ nhét vào đây luôn này. Cả máy tính luôn các bạn. Đúng là này. Máy tính này. Xem gì đây nữa nào. Các bạn thích món gì thì gọi em Tuấn nhé. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì? Máy xay cà phê. Hay là... Cái này là cái gì đây? Đợi một chút. Ủa, nặng lắm. Ai dạ. Máy gì đây? Con máy gì đây các bác? Chả biết là con máy gì đây. Máy pha cà phê à? Hay máy pha trà? Đây, hình cơ nước này. Đây có cái khay xoay này, từ từ xem. À, cái khay này cắm vào đây à? À đúng rồi. Đây cắm vào đây. Ui, cả một khay luôn. Đây, nó đây. Sách hướng dẫn đây. Đây, nó đây. Máy này là máy pha trà hay gì đây đây? Của Nhật này. À, đúng rồi đây, cả cái hộp nó luôn. Đấy, máy pha trà này. Tiếp tục đến là cái gì đây? Tai nghe. Tai nghe con gấu của Nhật. Ôi trời, nghe tổng hợp luôn. Tai nghe. Tai nghe màu hồng. Ôi giời, tai nghe này đã qua sử dụng bác ạ, thấy mòn mòn rồi. Nhưng mà cái ốc bông thì của nó mềm thật. Ốp thích nhỉ. Tai nghe của Nhật. Chả biết phải của Nhật không? Nhưng mà đây là cái hàng này là ship từ Nhật về mà. Thì em nhìn xem model của nó là cái gì. Chả biết nó là cái quái gì. Cái kệ nó đi. Cái này có đáng bao tiền. Đấy các bạn thấy chưa? Xem nào. Còn cái đồ đằng này nhá. Đồ đằng này thì gồm có này. Tiếp tục này. Một cái máy xây tóc này. Panasonic này. Cái này có clip rồi, bắt đầu cần em gửi riêng clip thôi, đỡ là gửi lại. Có mấy món, nó lấy cái gì lên đấy. Đó. À, một con loa JBL đấy nữa. Đây. Một con JBL nữa. Con này thì pin kém rồi. Con này thì em đã nhập về nhiều. Con này là chuyên độ pin. Có nghĩa là con này ấy, về là các bác cấp tín hiệu thẳng vào đây luôn đấy. Cấp đường điện vào đây. Đường điện vào đây. Nhưng Bluetooth này. Có nghĩa là con này pin nó bị chai. Nhưng hàng xịn. Chai pin rồi, hàng xịn. Con này có hơn triệu một con cũng không rẻ đâu. Đánh hay lắm. Có clip test rồi. Đó bác.